Không được rồi, bóng ngoài sân. Điểm số đầu tiên cho các cầu thủ Mavi. 1-0. Bởi nhỏ thành công. Pha bởi nhỏ rất sáng tạo của các cầu thủ Xuân Phương. Tỷ số được cân bằng 1-1. Bên tuyển Xuân Phương có bóng. Bóng ngoài sân. Đổi điểm cho Nga Mi. 2-1. Thái Nga Mi. Bỏ nhỏ thành công. Điểm số được cân bằng 2-2. Bên tuyển Xuân Phương có bóng. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật. Các cầu thủ của Nga Mi điểm cho Xuân Phương. Ngay sau đó thì các cầu thủ Xuân Phương có pha phát bóng cùng gần lưới. Tỷ số cân bằng 3-3. Lại lỗi nổi chân trong khoảng 2m khi sang bóng. Các cầu thủ lưu ý các lỗi cơ bản của ông Quyền ơi. Được rồi, bóng ngoài sân. Điểm cho Xuân Phương 5-3. Còn không? Không rồi. Bóng ngoài sân. Đổi điểm cho các cầu thủ Mavi 4-5. Đây là cái số bắt này. Thẳng cố quá. Bốc bóng. Điểm cho Xuân Phương 6-4. Xuân Phương phát bóng. Ủa? Đôi này liên tục bình chẳng. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho Nga Mi 5-6. Số 9 Nga Mi phát bóng. Rất tiếc bóng phát bóng không qua lưới. Điểm cho Xuân Phương 7-5. Đi nhập vào á. Rồi. Ra rủ em Trinh đi ra bố cho kìa. Lúc mà tay qua đi. Bóng ngoài sân, điểm cho Xuân Phương. Bóng ngoài sân, điểm cho Xuân Phương 8-5. Thả bóng tốt. Điểm cho Nga Mi 6-8. chín sáu. Điểm cho Nga Mi 79. Điểm cho Nga Mi 79. 75.000 một vé phải không? 45.000 và đưa 45.000 đưa cho Linh để tính tiền rồi. Hãy subscribe cho
chưa làm gì cả. Đập bóng qua lưới, điểm cho Nam Nghi 8-9. Tờ đấu, tờ giấy mà lịch thi đấu đâu nhỉ? Chín đều. Bóng hỏng. Điểm cho Nam Nghi 9 đều. Xin tất cả quý khách một tràng vỗ tay ủng hộ cho hai đội. Đánh bóng không qua lưới, điểm cho Gami 19. Lần đầu tiên trong trận đấu thì các cầu thủ Gami vẫn đứng trước. Bóng ngoài. Đặt bóng ra ngoài. Điểm cho Gami 11-9. Phát bóng ra ngoài, đổi cho điểm sân phương 10-11. Đó bóng ra ngoài, đổi cho Nam Mi 12-10. Nó không thể ở đây được. Rất vương loại. Chỉ vỡ mồm. Lại. Đập bóng ra ngoài. Đổi cho Nam Mi 13-10. Đội Xuân Phương bình tĩnh cố lên. Toàn Xuân Phương tự ghi điểm lên. Cái đội này. Nhưng mà lình góc lưới kia bên kia nó thấp hơn sao nhỉ? Đấy, nó thấp thấp nhỉ? Ừ. À, nhìn mắt thì ra bên góc bên này thấp hơn, bên cao hơn. Đúng là mình 3 tầng tàu là mình trước khi vào trận lo lưới, làm cái vạch chống một cái que ống nước ấy. Mình ghi cái vạch, đúng cái vạch đấy, tìm hai bên. Xin ông vừa mấy người để nhặt bóng. Ừ, Phúc ơi. Bây giờ thì cái đội anh Phúc bây giờ mình nói. Rồi lau đi là được. Ừ. Cứ tầm chiều nó bỏ đấy mà. Chưa còi, chưa còi. Tổng tài chưa còi. Thế là các cầu thủ đấy thích còi tổng Phúc tài. Này, Mão ơi. Mão. Đội Phúc ấy, phải là một người bóng qua lưới. Bốn quả mà. Đội trưởng cho Xuân Phương 11-13. Không, đây không vào môn này. Không, thường đội Phúc đăng cai. Phúc đăng cai nhưng mà anh... đây không phải môn này, môn này kìa. Vâng, anh chủ người. Không, ở trong anh Phúc đăng cai cả đình hôm nay mà. Đăng cai nhưng mà anh ở bên này, không bên này nhưng mà anh chủ anh... Mày vẫn bảo được mà. Đập bóng qua lưới. Báo được, báo được. Điểm cho Xuân Phương 12-13. Để bảo Tiên Tùng. Đến đây. Tiếp. Ờ đúng rồi, bảo đấy. Bảo nhặt bóng. Đúng rồi, đúng rồi. Đập bóng tốt, điểm cho Xuân Phương 13 đều. Xin một tràng vỗ tay vào khán giả ủng hộ các hai đội. Mạnh mẽ lên. Bên Mi mắc lỗi kỹ thuật. Đổi chân. Cho Xuân Phương 14-13. Cái bành chân này là đội này nếu biết chơi thế nào. Này nó đánh hồ lì, lúc đấy nó hỏi ấy, chưa biết quay như thế nào. Nó đánh hồ lì, chỉ đứng một đứa truyền thôi. Giống như bóng ra ấy. Điểm cho Xuân Phương 15-13. Con trẻ nhưng mà rất phải con trẻ nó mạnh lắm. Bọn này nó quen hồ lì, nó không thay đổi như mình, chỉ một đứa đứng quyền thôi. Đặt bóng tốt, điểm cho Xuân Phương 16-13. Cố lên, cố lên, Gami, cố lên. Ôi. Đưa bóng ra ngoài, điểm cho Xuân Phương 17-13. Hai tay sang rồi.
Đặt bóng tốt, điểm cho Xuân Phương 18-13. Quả này khó gỡ lắm, quả này khó bắt lắm. Nga Vi bình tĩnh cưới lên. Phát bóng tốt, điểm cho Xuân Phương 19-13. Đội tuyển Nga Mi, đội tuyển Nga Mi tuyển thì có Nguyên một, và đội Xuân tuyển Phương thắng Nga Mi là 21 mười mấy nhỉ? Đẹp ở trên thì còn ghế không? Trên còn nhưng mà hai bê đâu, nãy em bê được mấy cây xuống. Ngồi lên đây bác. Anh, ngồi đây, ngồi đây. Xuân Phương giao bóng, bắt đầu sang hai 0-0. Xuân Phương đập bóng tốt, điểm cho Xuân Phương 1-0. Mẹ sáng là đội Thúy đánh kinh lắm. Bóng ngoài sân. Đánh bóng ra ngoài sân, điểm cho Xuân Phương 2-0. Thằng nào đón Trang sang công thượng vật 400 một kèo, cứ thắng 400 một kèo. Phát bóng ra ngoài, đội điểm cho Nam Mi 1-2. Quên hôm nay quên hôm nay ra để bán sang. Cứ 400 kèo vật bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu nồi chậu nhôm rồi. Phát bóng tốt, điểm cho Nam Mi 2. Đập bóng qua lưới, điểm cho Nga Mi 3-2. Đây ạ, cho anh bình nước xuống cái bàn kia. Để chỗ khác nữa. Cái bàn ra ngoài này này. Anh để ở dưới đây, anh cho em cái ghế ra đây. Cho em cái ghế ra ngoài này để nước này. Để đừng để chỗ cái bàn đấy, để đấy nó vướng. Nhưng mà người ta bỏ vướng bảng số. Vướng bảng số không nhìn thấy không? À, chú Hồng Thông đấy ạ. Xuân Phương phát bóng, điểm 4-3. Để nhưng mà để lên một cái ghế. Ôi giời, thấy sao không? Đi điện đây, bọn trẻ toàn học sinh nhé. Điểm cho Nga Mi 4-0. Không được bỏ rồi. Thả bóng qua, thả nhỏ không qua lưới. Điểm cho Nga Mi 5-1. Anh chứ vất bình nước này. Không có tại thế đâu. Không có tại đấy, là một cái bàn đặt bình nước. Hạnh phúc đấy, hạnh phúc hôm nay đăng cai còn gì nữa. 5-0. Đấy. Điểm cho Xuân Phương 6-5. Đập bóng tốt, điểm cho Xuân Phương 7-5. Ê, đi ra đằng này, đừng vào đây. Chào bạn. Xóm, ông hiểu không? Ừ. Ôi, ông mình vắt vào bình nước kìa. Xóm sở tại. Đúng rồi, xóm này xóm không làm gì đâu. Mà nếu trường mà sai ra người ta bảo vợ đi phát. Vợ bí thư hay trưởng xóm nhỉ? Vợ trưởng xóm mà đéo được. Nhưng xóm bán tết. Nhưng xóm nhưng mà xóm sở tại. 8-5. Nó nói trường mà sai ta bảo sai vợ trường đi phát. Trường ơi, xóm đấy. Vợ trưởng xóm đấy. Trường trưởng xóm đấy. Bác là phải gì nữa. Vâng, nhưng mà... Năm bí thư. Sở tại, sở tại. Rồi, biết rồi. Ông hiểu nhưng mà nó qua lưới điểm cho Xuân Phương 9-5. Ngâm đi đâu? Ngâm đi đây, ở bên kia. Cô Hiền ơi. Ngâm đi mà. Cô Hiền ơi. Cô bỏ cháu cái cốc ra. Cái cốc để dịch ra. Đấy. Hả? Cô nào quen mình? Không. Cô quen lưới. Bóng qua lưới điểm cho Nam Mi 6-9. Cô nào quen mình không? Không. Cái này. Bác chúng gần đây này. Giờ thế. Em ơi. Trận sau là trận Phú Yên hay anh ạ? Trận sau nữa mới là Phú Yên. Thế nhá. Vâng. Tí nữa về nhá. Bởi vì cái
Thì nó bảo là em vẫn bận tí em sẽ đi vào chiều. Ừ. Điểm tới Sơn Phương 16. 12 giờ mới về. Anh vợ ấy nhỉ. À. Chào phải chờ anh vợ anh thịt lợn. Anh Vinh đây. Anh Vinh đây. Vợ thịt lợn. Y to số 8. Vật đô đấy. Ôi. Đập bóng long này. Điểm cho Nam đi. 70. Anh đi ra đằng sau hộ em. Ok. Ừ. Trong kiểm xóm mà, trong kiểm xóm. Ôi. Ôi giời. Đấy nó có 3 lưới. Điểm cho Nam đi. 80. Đâu này, mi vợ này cùng ăn, mi vợ đâu? Không bắt à? Mai. Đâu? Chưa trận sau mà. Sau gặp đội yếu nhất. Đội yếu nhất. Biết đội nào yếu? Đội quả yếu lắm mà. Sáng nay thua ấy kìa. Bóng chặt tay ra ngoài. Điểm cho Xuân Phương 11-8. Mai không biết được có tấn công nhà. Hiện tại em chỉ kèm có 5 em thôi. Dạ. Đội mạnh nhất là đội gọi là trọng tài bắt lưới kỹ thuật của đội Nga Mi. Vị trí đội điểm cho Xuân Phương 11-12-8. Đội bóng ra ngoài điểm cho Xuân Phương 13-8. Thế là mấy thành phần chính lại về rồi à? Các cầu thủ Nga Mi cố lên để đánh xếp ba. À. Đâu, ở kia. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho Nga Mi 9-13. À, cái sáng là gặp người khác à? Sơn đập bóng tốt. Điểm cho Xuân Phương 14-9. Đánh bóng không qua lưới, điểm cho Nga Mi 10-14. Đập bóng tốt, điểm cho Xuân Phương 15-10. Điểm cho Xuân Phương 16-10. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Nga Mi 11-16. Bóng chưa có lưới. Bóng không qua lưới, điểm cho Nga Mi 12-16. Cái sân này là mới làm ấy. Vừa làm hôm 11. Hôm nay chắc vượt trở lại phải không? Ừ. Cái này nó mờ quá, quên lại giờ. Lại rồi sơn, cả sơn nó nhầm nhầm. Bây giờ làm cái này, làm sân này người ta chuẩn bị trước xong làm ít. Hôm nay mà không có cái làm sân này thì đúng rồi. Gạch ấy ông ấy bảo thế rồi, con cũng nghe. Gạch men ấy cắt vào đầu giải. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Sơn Phương 17-12. Tầm độ 4 phân 5 phân. 5 phân là chuẩn. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Nga Mi 13-17. Làm mấy hôm nó gấp cây tông này chưa khô. Đấy là Sơn có cả. Sai lối vị trí của các cầu thủ Nga Mi. Đội điểm cho Xuân Phương 18-13. Các cầu thủ Nga Mi để ý vị trí mới phát bóng không được sâu vào gạch. Dừng. Xác lại quả bóng. Hai bóng. Các cầu thủ khởi động bóng ra xa một tí. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Nga Mi 14-18. Các cầu thủ Nga Mi để ý mỗi lần được điểm là phải quay vòng
tránh để mất điểm. Bây giờ học thế thì hội đánh nhau được chứ anh nhỉ? Không, tóm lại là vẫn chưa chinh chiến. Nhưng mà muốn thì không muốn quen đánh bóng đá hả? Cơ bản thì mình phải biết là đội hình như thế nào đã rồi mới tính được. Đập bóng trong sân, điểm cho sân phương. 19 hay 14? 19, 14. Có Hiền này, có quả cái chai nước thế nào, cái chai. Phát bóng tốt, điểm cho sân phương. 20, 14. Thằng ấy đâu nhỉ? Đi nhận bóng đâu nhỉ?